Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình. Đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật và Thụy Sĩ. Đây sẽ là các phiên bản mà em đấu trực tiếp ở trên các trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Hy vọng rằng mọi người sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mảng sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé để có thể liên tục cập nhật mã mới bên em. Em thì sẽ lên ở trong cái khung giờ đó là buổi sáng là 6:15 và buổi chiều sẽ là 19:15. Thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh. Dạ vâng, và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã hàng sản phẩm đầu tiên cho cả nhà mình. Với phiên bản đầu tiên thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là một phiên bản của Merz. Đây là một cái thương hiệu của Pháp. Dạ vâng, và với phiên bản Merz này là một cái bản mà em có về là mới nguyên zin nhá, chưa qua sử dụng. Đấy, bản này về là nó không có hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đấy, và cái này thì em sẽ gửi vào trong cái hộp đỏ của bên nhà em. Thế cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đây là một cái mẫu Merz với chạy 6 kim. Và form dáng, kiểu dáng của nó sẽ giống với cả thiết kế của dòng Rolex Daytona. Nó có kim 24 giờ một ngày, có kim dây chạy Chrono Graph. Và thời gian đo tốc độ tối đa cũng sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Đây, các chị có thể quan sát kỹ hơn về cái mặt của nó, rất là đẹp nhá. Đó, Merz đúng không ạ? Và với độ chống nước của nó sẽ lên đến đó là 10 ATM. Tức là mẫu này sẽ sử dụng đó là núm ren. Độ chống nước rất là tốt luôn đấy ạ. All stainless steel thép không gỉ nhá. Và đây là biểu tượng logo của Merz. Chi tiết niềng với bên trên này, nó sẽ là chi tiết với tất cả các phần thông số của nó sẽ đều được khắc, đúng không ạ? Với cái phần đó chính là phần niềng tachymeter. Toàn bộ phần viền, vỏ, dây chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép 316 á. Thì nó sẽ vừa làm phay xước này, nó sẽ vừa làm sáng bóng, nó sẽ kết hợp với nhau. Đấy, nó sẽ phay xước ở hai bên và sáng bóng của nó sẽ làm ở giữa. Tác mác thì nó sẽ có đầy đủ nhá, bởi vì bản này là mới nguyên zin chưa qua sử dụng đâu. Đó, cái Merz này thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp đấy ạ. Vì thế cho nên là giá hãng của nó cũng khá là cao, không hề rẻ một chút nào đâu. Nên mọi người thấy là giá hãng của nó đang là hơn 90.000 yên đấy. Thế là nó sẽ tương đương với khoảng độ hơn chục triệu đối với phiên này. Đấy, đây là viền, vỏ. Cái này nó bị bẩn thôi ạ. Đấy, thì cái này thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình trước khi gửi hàng nhé. Nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đấy, mọi người đều lau đi một chút xíu này. Rất là sáng, rất là đẹp luôn. Dạ vâng, bởi vì là cái mẫu này nó không về hộp. Thế cho nên là nó sẽ hơi bị bụi một chút. Dạ vâng, nó sẽ hơi bụi một chút. Thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ sau đó gửi hàng. Đằng sau đấy thì nó sẽ có mã check của nó sẽ là MA-2146. All stainless steel, độ chống nước là 10 ATM. Đúng không ạ? Núm ren nhé mọi người nha. Núm ren thì khi mà mọi người sử dụng thì các chị mọi người mà rút núm xoáy như này này. Đấy, thì khi mọi người quay như thế này đúng không ạ? Đấy, thì cái kim này nó quay theo, bởi vì kim này nó là kim 24 giờ. Thì mình biết được là thời điểm này lúc này đang là ban ngày hay ban đêm ấy. Ví dụ mọi người thấy là lúc này đang là 5 giờ và nó hiển thị sang ở vị trí số 17. Tức là bộ máy lúc này đang hiểu là 5 giờ chiều. Đấy. Đấy, thì khi mà mình chỉnh xong rồi nhá, đóng núm này. Và vừa ấn này, vừa xoáy đóng núm vào cho em. Để chọn xoáy đều tay nhá, thì nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mình. Đối với mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 38 ạ. Và càng của phiên bản này sẽ là 46.4. Đấy, như cổ tay của em này. Cổ tay của em là 16.5. Đấy, là em đeo vừa nhá. Nhưng mà để đẹp hơn ý, thì các anh nam phải tầm cổ tay 17 hoặc là 17.5 thì mọi người sẽ đeo đẹp hơn. Và phiên bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên. Và em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 1.750.000. 1.750.000. Và bản này sẽ ở mã số 01. Ở video tối ngày hôm qua ấy, thì em đã lên cho cả nhà mình ở cái mã đó là mã 910 rồi, nhưng mà bởi vì do cái số của nó cũng khá là cao rồi, vì thế cho nên là từ video này thì em bắt đầu sẽ chuyển về cái đầu số mã số 01 đầu tiên. Đấy, thì em sẽ cứ lên lần lượt theo thứ tự thôi. Dạ vâng, thì mọi người cứ báo cho em theo cái mã ở từng video nhé. Dạ vâng, thì em sẽ biết ở phiên bản nào. Bởi vì là cái hàng xin này thì đặc thù của nó là mỗi một mẫu nó chỉ có một chiếc, nên là em sẽ để lần lượt từng số thứ tự. Dạ vâng, mọi người cứ báo theo số thứ tự là em sẽ biết thôi. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số thứ 2, thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là ở một cái phiên bản của Citizen. Dạ vâng, đây là phiên bản của Citizen. Cái bản này thì đợt trước ấy, thì ở các cái lô hàng trước thì em cũng đã có về cho cả nhà mình với các bản dây thép rồi.
Đấy, thì nếu mà anh chị nào một người mà đam mê về Citizen hay là một người mà xem nhiều đến các video của em thì chắc chắn là một người sẽ đều biết đúng không ạ? Đây là một cái mẫu Citizen module của máy của nó sẽ là dòng E820. Bản này là phiên bản rất nhiều chức năng với chức năng về thời gian, chronograph, báo thức, rồi là sẽ có đây là thêm cả một cái phần LTM nữa, nhưng mà tự nhiên em lại quên mất cái phần chức năng này của nó rồi. Thì nếu mà mọi người mà chủ động mà tìm hiểu nhiều hơn về các dòng này thì mọi người có thể là tìm về cái dòng đó là Citizen EcoDrive dòng E820. Thì ở trên YouTube người ta cũng sẽ có rất nhiều các cái video và hướng dẫn về các cái chi tiết về các cái phiên bản này. Đó, mặt bên trong của nó sẽ là màu đen nhá, nhưng mà nó không phải là đen tuyền đâu, mà nó đen thì của dạng nhìn trông nó rất là khỏe khoắn nam tính ạ. Và ngoài ra thì đối với mẫu này thì nó cũng sẽ có dạng quang ở phần kim giờ, kim phút và phần đầu cọc số thì cũng sẽ có dạng quang. Một lịch ở vị trí góc 4 giờ. Đó, niềng tachymeter. Đây anh chị thấy là toàn bộ phần viền, vỏ đều được làm bằng chất thép. Và nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng, núm này. Đó, đây là mặt trước và đây là mặt sau. Ở đằng sau thì sẽ có thông số, đó là Citizen EcoDrive. Thì em chia sẻ lại một chút xíu cho cả nhà mình về cái dòng EcoDrive, tức là sử dụng dòng pin năng lượng mặt trời. Thì với cái dòng EcoDrive này thì cái tuổi thọ của pin của nó khá là lâu. Dạ vâng. Và thứ hai nữa là nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều các cái chi phí nhá. Ví dụ như chi phí thay pin, bởi vì tuổi thọ pin nó lâu thì tất nhiên là nó đỡ phải tiền thay pin rồi đúng không ạ? Và khi mà đỡ thay pin như thế thì nó sẽ giảm thiểu được các cái rác thải về pin ấy, đúng không ạ? Để bảo vệ cho cái môi trường nó rất là tốt. Đó, và với cái bản mà dòng EcoDrive này nó cũng rất là thuận tiện cho các cái công việc của mọi người nữa. Đó, và đây là phần viền này, núm này. Độ chống nước là 13. Đó, Made in Japan nhé, phiên bản nội địa của Nhật. Tức là nó sẽ được sản xuất, lắp ráp tất cả các chi tiết, tất cả các linh kiện đều ở tại Nhật hết. Đó, đây là phần viền. Và đây là dây. Dây thì ở đây nó sẽ sử dụng đó một bộ dây da nguyên zin của Citizen, size dây 20. Đấy, và dây màu của nó sẽ là màu hơi màu nâu, màu nâu tây ấy. Đấy, người ta gọi màu nâu tây. Đây là cái đường chỉ này của nó này, đó chính là cái đường chỉ dây khâu tay nhá. Khóa này, nguyên zin này. Đấy, dây này, đúng không ạ? Chốt khóa nguyên zin. Cái bản này thì đeo lên tay cực kỳ đẹp luôn. Và giá hãng của nó khá là cao đấy, không hề rẻ chút nào đâu ạ. Size 39.6. Và càng của phiên bản này sẽ là 47.2. Tất nhiên với mẫu này đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới của nó còn rất là ok. Đấy, như cổ tay của em là 16.5 này, em đeo vừa luôn nhá. Hoặc là các anh nam nằm 17, 17.5 là mọi người sẽ đeo ok phiên bản này. Và ở mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó chính là 2.8.000. Dạ vâng, 2.800.000. Đó, và mẫu này sẽ ở mã của nó sẽ là ở mã hàng số 02, 2.8 mã 02. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số 03. Ở phiên bản 03 thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu Invicta. Đây. Lâu lắm rồi em mới về lại cho cả nhà mình với mẫu Invicta này. Và ở phiên bản Invicta này là em có về là full hộp nhá, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Đó, và cái thương hiệu Invicta thì nói chung là mọi người cũng không xa lạ gì nữa rồi. Đó là một cái thương hiệu của Mỹ, đúng không ạ? Và với các cái thiết kế form kiểu dáng ấy, nó to. Vì thế cho nên là sẽ dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Đối với mẫu Invicta này là em đấu về là nguyên bản luôn đấy ạ. Mới nguyên zin và chưa qua sử dụng nha mọi người nha. Đây, nó có một cái tem automatic của nó đây này. Phải nói thật sự là cái bản này cực kỳ đẹp luôn. Dành cho các anh nam tay vừa và hơi to. Đó, nó sẽ có hai lồng tim. Đối với cái bản Invicta này nó sẽ là một cái phiên bản hai lồng tim nhé mọi người nha. Vì thế cho nên là cái cơ chế bộ máy của nó ấy, nó sẽ phải được nâng cấp lên để cho nó có thể là chạy được hai lồng tim này. Đó. Thì đối với mẫu này nhá, thì ở đây nó sẽ là bản cơ tự động. Được rồi, nó có cả có tay đi kèm thì nó sẽ có hai kim này ở một cái mặt đồng hồ vị trí phía bên trên này. Đó, đúng không ạ? Hai kim này. Đấy, cọc số của nó thì nó sẽ là cọc số La Mã. Thấy chưa? Và bên trong này nó sẽ làm đó là các cái vòng tròn đồng tâm, kèm theo đó là ở đây là các cái đường vân galuche, kim giờ này, kim phút thì nó sẽ là kim, người ta gọi là kim kim nung xanh. Đó, thì nó sẽ có hai cái mặt nhá, đó là hai cái phần viền này này. Đấy, tiếng gọi thì các chị thấy hai phần viền này thì nó sẽ có ôm sang hai bên. Thấy chưa? Và mẫu này thì sẽ dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Bản này là size 44 nhé. Và càng của phiên bản này sẽ là 53.6. Thì đối với mẫu này sẽ dành đến là cho các anh nam tay vừa và hơi to. Dây của nó sẽ là một cái bộ dây thép đúc này. Thì nó sẽ có hai cái đường chỉ hai bên của nó sẽ là phay xước. Và năm đường chỉ ở bên trong của nó sẽ là dạng sáng bóng. Chốt khóa nguyên zin dây thép đúc nha. Nên rất là dày luôn đấy ạ. Đấy, và bên trong mọi người thấy không ạ? Mặt này. Cái mặt này của nó bên trong này này nó sẽ là làm theo kiểu dạng khảm.
như như nào cho cả nhóm nhìn thấy rõ nhỉ. Để em xem nào. Hơi khó nghiêng cho cả nhà mình nhỉ. Đây. Đấy, khi mà mọi người xem ở trên trang ấy, mọi người sẽ thấy rõ hơn, nó sẽ có khảm ở phía bên trong này này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Khảm ở phía bên trong. Đấy, đây là viền dây chốt khóa nguyên zin. Đấy, thì đây là đằng sau bộ máy của nó nha. Đấy chưa? Đây là module của nó sẽ là 43743. All stainless steel này, Invicta automatic, độ chống nước của nó sẽ là 100m. Thì đối với các cái thương hiệu, các cái dòng của Invicta ấy, thì người ta sẽ sử dụng chủ yếu đó chính là cái dòng kính Flame Fusion. Thì cái kính Flame Fusion này thì em cũng chia sẻ lại một chút xíu với cả nhà mình. Đó là cái dòng kính mà nó sẽ có cái độ chống trời chống xước của nó rất là tốt. Thứ hai nữa đó là cái độ cứng, độ chống va đập của nó rất là tốt. Bởi vì là đây là cái sự kết hợp giữa hai dòng kính Sapphire và kính cứng cường lực. Đấy, đây là phần viền, vỏ, núm. Thấy chưa? Cái này lên thêm cót tay thì nó sẽ chạy nốt ở cái lồng này nhá. Là khi hàng tới nơi rồi thì cả hai lồng này nó sẽ chạy nên mọi người yên tâm. Thấy chưa? Đây là viền, dây, chốt khóa nguyên zin. Tag mark đầy đủ. Đây giá hãng của nó khá là cao, không hề rẻ một chút nào đâu. Đây. Đó, Invicta. Nhưng mà cái Invicta này thì thường là người ta cũng rất là hay sale ấy. Người ta rất là hay sale, hay thanh lý ấy. Vì thế cho nên là giá cũng rất là tốt luôn. Thì đối với mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu này. Đây. Đấy, các anh nào mà có cổ tay khoảng độ 17 đổ lên nhá, 17, 17.5, 18, 18.5 là một người đều có thể đeo được. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình cái mẫu này đó là 3.950. Dạ vâng, 3.950.000. Và này sẽ ở mã số 03. Mặt khảm đẹp lắm ý. Đây là mọi người nhìn thấy cái ánh khảm bên trong không ạ? Nó khảm nhưng mà nó không phải là kiểu dạng như là khảm trắng hay khảm xanh đâu. Mà nó sẽ khảm theo kiểu dạng như là khảm của màu xà cừ ấy. À không, màu hổ phách ấy, nên là nó rất là đẹp. Tiếp theo sang ở mã số 04. Thì ở phiên bản số 04 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình. Đó là ở một cái mẫu của Citizen nhé. Đây là mẫu Citizen Eco Dry pin năng lượng mặt trời. Đó, và với cái mẫu Citizen Eco Dry này thì đây là cũng là một trong các dòng pin sạc, nó giống như ở mẫu 02 thôi. Nhưng mà cái form dáng, kiểu dáng và module máy của dòng này nó lại khác. Đó, ở mẫu này là phiên bản Citizen Eco Drive và mẫu này là mới nguyên zin. Đó, nó sẽ chạy 6 kim, có kim 24 giờ, có kim dây chạy chronograph. Đây là bản pin kim trôi. Và thời gian đo tốc độ tối đa cũng sẽ được hiển thị ở vị trí góc 12 giờ. Đấy, ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ đây. Eco Drive, mặt kính này chưa hề có một vết xước sát gì cả. Toàn bộ phần viền, vỏ rất là đẹp. Dây này vừa phanh xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau, chốt khóa nguyên zin. Đấy, mặt trước mặt sau. Ở đằng sau thì nó sẽ có thông số đó là Japan Mode và cây China ấy, thì cái cây của nó sẽ là vỏ. Nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung. Còn đâu là nó vẫn theo tiêu chuẩn công nghệ của Nhật, theo tiêu chuẩn công nghệ của Citizen. Chẳng qua là cái gọi là cái trụ sở của họ được đặt ở bên nước thứ ba thôi. Đấy, để họ tiết kiệm bớt các cái chi phí đi thôi. Còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Size 43 ấy mọi người nha. Và càng của nó sẽ là 49.6. Đấy, mới nguyên zin cho con sử dụng. Mẫu này là mẫu dành riêng cho anh nam tay vừa và hơi to. Ít nhất phải tổng cổ tay khoảng độ 17.5 đổ xuống cơ. À, đổ lên cơ. Thì mọi người mới đeo được ở phiên bản này. Đấy, và mẫu này thì em có về là nguyên zin full hộp. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.150.000. Dạ vâng, 3.150.000. Và mẫu này sẽ ở mã số 04. 3150 mã số 04. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số 05. Thì 05 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một cái bản pin của Thụy nhé mọi người nha. Đây là pin của Thụy. Cái dòng Eco Drive thì nó nhiều bản nó còn cao hơn cả giá của bản cơ cơ đấy. Bởi vì là cái cơ chế bộ máy của nó phải phức tạp hơn ấy. Vì là nó phải có cả thêm một cái tấm đó là hấp thụ từ cái ánh sáng mặt trời nhé. Sau đó chuyển hóa từ cái ánh sáng đó để tạo thành các cái năng lượng để sạc vào trong quả pin. Đó, nên là cái thường là giá thành của các cái dòng Eco Drive nó sẽ đắt hơn so với cả các cái dòng bình thường. Và đây em sẽ lên cho cả nhà mình, đây là mẫu Winger. Vâng, cái mẫu Winger này là cũng bị bom về này. Vâng, cái mẫu Winger này cũng bị bom về. Thì em lên lại cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đối với phiên bản Winger này thì mẫu này là mẫu Winger của Thụy Sĩ nhá. Và tất nhiên nó sẽ sử dụng máy Thụy Sĩ rồi. Bởi vì cái Winger này là một cái thương hiệu mà nó đại diện cho ngành quân đội của Thụy. Đó. Và với mẫu này cũng chạy chức năng chronograph, tức là chức năng 4 giờ thể thao. Và nó có một lịch ở vị trí góc 4 giờ. Đây anh chị thấy là mặt đồng hồ bên trong này rất là đẹp. Thấy chưa? Chưa hề có một vết xước sát nào luôn. Rất là đẹp, rất là mới nhá.
chạy 6 kim chronograph. Và tất nhiên là khi mà mọi người biết là các cái đồng hồ của Thụy Sĩ, đúng không ạ, nó đã là các cái đồng hồ mà chất lượng của nó cực kỳ tốt rồi, chưa nói đến đó là các cái đồng hồ mà dành riêng cho ngành quân đội. Bởi vì khi mà đã nói đến về các cái đồng hồ mà dành riêng cho ngành quân đội thì cái chất lượng của nó cực kỳ tốt đấy, tức là bởi vì nó phải chuyên dụng, chuyên biệt riêng cho ngành quân đội riêng đó. Và đây là một cái phiên bản mà mặt đẹp nhá, mặt đẹp này, sau đó là viền này, vỏ này của nó sẽ là viền vỏ đúc đấy, núm này, mặt trước này, mặt sau. Thương hiệu này được thành lập vào năm 1893, Swissmade đấy. Đây là một cái kính giao nhíp, kính của nó sẽ là kính cứng cường lực đây ạ. Bởi vì cái kính cứng cường lực này nhá mọi người, đúng không ạ, có độ chống chảy xuống rất là tốt luôn đấy, hơn 80%, mà trong khi đó là cái độ chống va đập mạnh của nó rất là tốt. Bởi vì là trong ngành quân đội mà mọi người biết là thì ví dụ như là thường có thể là người ta sẽ hay phải tập luyện nữa đấy, vì thế cho nên là cái phần chống chảy chống xước tốt này, độ chống va đập của nó rất là ok luôn đấy. Đây là dây này, chốt khóa này, nguyên zin. Mẫu này thì sẽ có size mặt của nó sẽ là size 42 và càng của nó sẽ là 49. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.250.000 đúng không? 2.250.000 và bản này sẽ ở mã số 05. Lên tiếp cho cả nhà mình ở mẫu 06 nhé. Thì ở phiên bản 06 thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó là ở một cái phiên bản cơ. Ở cái bản cơ này là bản của Moment Emotion, tức là thương hiệu này nó là trực thuộc của TikTok, tức là thương hiệu nội địa của Nhật ấy ạ. Đó, đây là một cái mẫu thiết kế, một cái form kiểu dáng mọi người thấy không? Nó rất là giống với cả dòng Seiko cơ ấy, rất là giống với cả form của Seiko, và nó cũng sử dụng máy của Seiko luôn. Đó, nó sử dụng máy của Seiko. Đối với bản này là phiên bản Moment Emotion, nó chạy tổng cộng của nó sẽ là 4 cái kim. Thì nó có kim giờ, kim phút, kim giây rồi đúng không ạ? Và mẫu này thì nó có cả phần trợ cót tay đi kèm. Đấy, thì khi bên này cót tay thì bắt đầu đang chạy và đang hoạt động. Nó có thêm cả một phần đó chính là kim 24 giờ một ngày. Thì mình biết được thời điểm lúc này nó đang là ban ngày hay ban đêm. Ví dụ như lúc này là thời gian đó là buổi chiều, các bạn rơi tầm khoảng độ 5:30 chiều. Thì mọi người thấy là vạch mốc nó đang gần ở vị trí số 16 này. Đấy, nó là ở 17, giữa 17, 18 đúng không ạ? Đó, thì đây mọi người nhìn này, mặt đồng hồ nhá. Ở bên trong này nó trải đều qua cái đường vân. Đấy, ở phần cọc số. Còn bên trong phần viền này thì nó sẽ làm kiểu dạng phay xước ấy, và nó cũng sẽ có các cái hình múi múi, và nó giống với cả cái đó chính là cái hình xòe quạt, đúng không ạ? Giống hình xòe quạt. Đây là kim giờ, kim phút, nó rất là thanh mảnh và rất là đẹp. Toàn bộ phần viền, vỏ, dây, chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép. Và với bản này thì nó sẽ làm phay xước toàn bộ nhá. Để mọi người quan sát này, các cái chất thép này. Đấy, đây các cái này là nó bị bụi, bám bụi của cái phần gối ấy. Đấy, các cái sợi bông của gối này. Đấy, sợi bông của gối lau đi là sẽ sạch thôi. Thì như người đấy các chị thấy này, phay xước này, rất là đẹp luôn nhá. Cái chất thép của nó cực kỳ dày, thép đúc. Đấy, thì nó có hai cái đường chỉ ở giữa này này, nó sẽ hơi nhô cong cao lên. Đấy, đây là một chi tiết mà rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mà mọi người nhìn vào đúng không ạ, nhìn nó rất là đẹp và nó tạo một cái cảm giác, một cái ấn tượng luôn. Chốt khóa nguyên zin và đằng sau đấy đây, nó sẽ sử dụng đó chính là bộ máy NH39A của Seiko, và nó có đến đó là 24 chân kính. Với cái bộ máy này thì nó sẽ có đó chính là một cái tần số dao động là 21.600 và thời gian tích cót của nó cũng đạt được đến đó là 41 tiếng. Đây là một cái bộ máy cao cấp của Seiko. Các bạn, dòng NH39A thì nó sẽ hơn hẳn so với dòng máy NH35A đấy, bởi vì là bộ máy nâng cấp lên. Vì thế cho nên là cái độ chuẩn chính xác giờ tốt hơn này, thời gian tích cót tốt hơn này. Đấy, và với phiên bản này thì nó sẽ có thiết kế màu mặt trắng, đơn giản, sang trọng và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Bản này là size 40.8 nhé. Và càng của phiên bản này sẽ là 47.3. Mẫu này tầm cổ tay 17 hoặc 17.5 đổ lên. Đấy, mọi người đeo tay rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đây các chị thấy dây này. Đó. Bóng sáng nha. Đây. Mặt đồng hồ đẹp này. Cái này có thể kết hợp đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết đấy ạ. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó chính là 2.7. 2.700.000 nhá. Và mẫu này sẽ ở mã hàng số 6. Mã 06. Phun hộp. Cái bản này thì cũng nó chưa qua sử dụng đâu. Thế còn cái hộp ấy thì ở đây em chia sẻ một chút xíu là cái hộp này này thì nó là hộp da. Vì thế cho nên nó sẽ hơi bị bong một chút xíu cái phần da ở bên ngoài này. Đó, dạ vâng, hơi bong ra một chút xíu, nhưng mà nói chung là mọi người về mọi người để mọi người trưng bày thì vẫn rất là ok. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 07 thì ở phiên bản 07 thì em tiếp tục sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Savatamara. Đây là thương hiệu của Ý. Đối với mẫu này thì em có về là full hộp.
Nó có giấy tờ sổ sách đầy đủ nhá, ở phía bên trong này này. Đấy, là hộp này giấy tờ sổ sách đầy đủ. Mà này em cũng đấu về là mới nguyên zin luôn. Nên là cái này mọi người mà có muốn mang đi tặng ấy, đúng không ạ? Thì các anh chị mọi người vẫn tặng ok. Đó. Ở phiên bản này thì sẽ có cái thiết kế rất là giống với cả form của Rolex. Đúng không ạ? Thiết kế form giống Rolex. Đây. Mặt này màu nâu cà phê này. Niềng nhá, niềng của nó sẽ là niềng băm. Để em cho cả mình xem trước, sau đó em sẽ đo xem mặt sau. Niềng băm này, bắt sáng rất là tốt, đúng không ạ? Đây là phần viền. Mặt này bằng pin. Thì đây là cái kim dây nó nằm ở vị trí góc 6 giờ này. Và anh chị thấy là nó làm theo kiểu dạng vòng tròn đồng tâm ấy. Và cái cọc số nhá thì nó sẽ lại là cọc số chấm bi. Đấy chưa? Đấy, kim dây nó chạy. Đây là vị trí số 60 đấy, đúng không ạ? Chạy liên tục. Lịch thì nó sẽ nằm ở vị trí góc đó chính là góc 3 giờ và ô quần sửa lịch của nó sẽ có kính lúp. Còn phần cọc số bên trên này của nó sẽ là cọc vạch. Tức là nó sẽ vừa là cọc số vạch này, vừa cọc số chấm bi này. Đấy chưa? Và buổi tối thì nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điện cảnh sáng kém. Chi tiết niềng băm này. Góc các góc của nó rất là đều nhau, rất là đẹp nhá. Thì khi ánh sáng nó chiếu vào nó sẽ bắt sáng cực kỳ tốt. Đây mọi người thấy không ạ? Mặt mono cà phê. Tiếp theo là về phần dây. Cái dây này thì nó sẽ làm đó chính là cái dây vừa kết hợp phay xước và vừa kết hợp sáng bóng. Đấy thì ở bên này nó sẽ làm phay xước hai bên, sáng bóng nó sẽ làm ở giữa. Đấy chốt khóa nguyên zin của Savatamara thương hiệu của Ý. Đằng sau đáy này nó cũng sẽ có các cái mã của nó sẽ là SM22101-2. Độ chống nước của nó sẽ là 50 TM. Tag mark của nó sẽ có đầy đủ. Đấy, bản này là thích trắng nha, mặt màu nâu cà phê. Mẫu này là form Rolex dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, size 38.2. Càng 47.2. Cái mẫu này thì gần như ai đeo được hết ý. Đây này, bởi vì như cổ tay của em là tay 16 năm nhá, thì tức là tay em là bằng với cả cổ tay của các anh nam tay nhỏ rồi. Đấy, và mọi người thấy không ạ? Khi mà em đeo lên tay này, em đeo vừa luôn, ánh sáng chiếu vào này, niềng này, đẹp chưa? Cái nó rất là xuất sắc luôn. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là 2.250.000. Dạ vâng, 2.250.000. Mã của nó sẽ là ở mã số 07. 2250 mã số 07, mới nguyên zin full hộp nha mọi người nha. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số 08. Phiên bản 08 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mẫu seo cơ. Đây, hộp này, giấy tờ sổ sách đầy đủ nhá, full hộp luôn. Và bản này em đấu về là mới nguyên zin chưa qua sử dụng. Cái mẫu này thì phải nói thực sự là cực kỳ đẹp và rất là xuất sắc. Thì cũng hơi tiếc là hôm nay em không có điện thoại ở đây để có thể check luôn cho cả nhà mình được. Đây mọi người thấy mặt đường vân bên trong đẹp không? Cái này khi mà mọi người nhìn ngoài ấy, nó sẽ đẹp hơn ở trên video nha. Đường vân này. Đấy, đường vân của nó sẽ là theo kiểu dạng như là hình cái lá thông ấy. Đó, đây Princess Automatic Made in Japan phiên bản nội địa của Nhật. Sử dụng dòng máy của nó sẽ là dòng máy 4R35. Cọc số là mã nha. Mặt đẹp. Thứ nhất là mặt đẹp ý, bởi vì là cái bản này là màu mặt đen nhưng mà nó lại có cái đường vân ở phía bên trong. Đấy, thì khi mà mọi người đeo lên tay thì bản này rất là sang. Cái này mọi người có thể là kết hợp áo phông, áo sơ mi, hay là mọi người có thể là kiểu dạng như là ví dụ như là các anh nam mà ở miền Bắc ấy thì sắp đến kiểu mùa thu, mùa đông rồi ấy, thì mình sẽ mặc các cái áo sơ mi dài tay hay là mình mặc các áo vest ấy. Đúng không ạ? Đi gặp đối tác hay đeo đi chơi, đi làm rất là đẹp luôn. Đây các chị thấy viền này. Mặt này, Seiko. Đẹp chưa? Bộ kim chạy này rất là mượt mà, núm nguyên zin. Dây này thì nó phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau. Đấy, chốt khóa nguyên zin nha. Made in Japan. Tức là được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết, tất cả linh kiện đều ở tại Nhật hết. Sử dụng dòng máy 4R35B 23 Zewell. Đấy, Seiko Thamcop. Đó, và kính của nó ở đây nữa đó là chính cái là kính sapphire đấy. Dạ vâng, kính sapphire. Và nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống trời chống xước. Ở đây thì nó đang có giá hãng của nó đang là 60.500 yên. Tức là nó tương đương với khoảng tầm 12-13 triệu. Mã chiếc của nó sẽ là Sari 099. Đó, made in Japan. Tất cả thông số của nó ở đây, tag mark đầy đủ. Bản này em đo xem mặt chưa nhá. Đây, em đo lại nhá, size 41.7. Và càng của phiên bản này sẽ là 48. Đấy, như cổ tay của em này. Đó là 16.5. Thì em đeo thì nó sẽ hơi to. Thì cái này sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nhá. Tầm cổ tay 17.5 đổ lên, 17 đổ lên. Đấy, tầm từ 17 đổ lên. Mọi người thấy mặt đồng hồ đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Thật sự là khi mà nhìn vào ấy,
mà mọi người nhìn được nhìn chi tiết ấy, mọi người cầm trực tiếp ở trên tay ấy, mà mọi người ngắm đến các chi tiết mặt ấy, thì nó rất là dễ bị cuốn hút luôn. Bởi vì em soi trực tiếp luôn cho cả nhà mình như này này. Đấy mọi người thấy không ạ, nó rất là cuốn. Đây viền. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 7,5 triệu. Dạ vâng, 7,5 triệu. Và bản này sẽ ở mã 08 nhé, 7,5 triệu mã 08. Tiếp theo di chuyển sang ở mã số 09. Ở bản 09 thì em lên cho cả nhà mình, đó là ở một cái phiên bản này. Để em lên luôn cho cả nhà mình cái phiên bản này. Bản này là phiên bản của web. Đây là một cặp đôi. Thì đối với cặp đôi này thì đây này, đây là một cái hộp nhá. Đấy, người ta làm kiểu dạng như một cái hộp quà ấy, mọi người ạ. Đấy, đây một cái hộp quà như thế này này. Đó, của Wet, thương hiệu của Mỹ. Đấy, cặp đôi. Thì cái này mọi người chốt về thì có thể là tặng cho người thân yêu của mình. Đó, đây. Cái em sẽ lên cho bản nam trước nhá. Em sẽ lên bản nam trước, bản này thì mới nguyên zin rồi. Đây, siêu mặt này, để em lau qua phần siêu mặt. Lau qua phần mặt kính. Hơi bụi chút. Đấy mọi người thấy không ạ, mặt đồng hồ này. Đường vân của nó sẽ là đường vân ombre phía bên trong, 6 kim và nó sẽ chạy đó là lịch ngày, thứ và kim 24 giờ. Đẹp chưa? Bên trong nhá, bộ kim này, cọc số này, nó còn có cả dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nữa nha. Cái màu này mặt của nó ombre ấy, tức là nó sẽ có lầm trong sáng sáng này. Bên ngoài này của nó thì nó sẽ là hơi màu đen đen đậm đậm một chút xíu, nhưng mà không phải đen tuyền đâu, mà nó sẽ hơi kiểu ghi sáng một chút. Chi tiết điểm bên trên này của nó sẽ được khắc này. Đấy, núm này, dây này, thì nó sẽ vừa làm phay xước và sáng bóng kết hợp với nhau. Dây thép đúc nha. Chốt khóa nguyên zin này. Đấy, mặt trước mặt sau này. Đây, mã này, Japan Mode. Và biểu tượng của web luôn luôn nó có một cái hình trái, hình tam giác ấy. Sau đó nó có một cái dấu hỏi. Đấy chứ, đây là set. Đấy, set nha. Bản này của nam. Mẫu này thì size 38.6 ạ. Và càng của phiên bản này sẽ là 45.3. Đây. Thấy mọi người đeo tay đẹp lắm. Ủa, con này đeo ngoài đẹp lắm ấy mọi người ạ. Mặt đồng hồ này. Đấy, đeo tay rất là sang tay nha. Đấy là dành cho mẫu nam. Tiếp theo sang ở bản nữ. Ở mẫu nữ này. Đấy, thì bản nữ đây. Quên mất, em chưa dán lại cái siêu. Đây là bản nữ đây. Đấy, cũng là mặt ombre. Nhưng mà bản nữ thì nó chỉ có 3 kim thôi. 3 kim, lịch này, viền này, dây này, chốt khóa này. Mẫu này thì có size đó là size 27.2 nhá. Và càng của phiên bản này sẽ là 32.3. Ủa, bản này xinh thế này. Đấy, cái này mọi người đeo lên tay nha. Mọi người thấy không ạ? Rất là dễ đeo. Cái này cho nữ có cổ tay khoảng độ 14, 14.5, 15, 15.5, 16, mọi người đều đeo được. Đấy, hoặc là kể cả như là ai mà tay 16.5 cũng như tay em đều đeo được hết nha. Đây mọi người thấy không ạ? Mặt đồng hồ này rất đẹp. Mẫu này đeo tay cực kỳ sang luôn. Và mẫu này là phiên bản nữ nhá. Cho nữ tay vừa và nhỏ, hơi to có thể đeo được. Full hộp nha, và nó về cả một set luôn ấy, set nam nữ. Thì thôi, cái set này thì em để cái giá này là coi như là giá kỷ niệm mọi người thôi. Và mẫu này thì em để cho cả nhà mình đó chính là 2,3 triệu. Dạ vâng, 2,3 triệu. Đó. Đây là cả một set luôn nha mọi người nha. 2,3 triệu cả một set luôn. Đó, coi như là tặng một cặp đôi luôn, đúng không ạ? Rất đẹp. Đấy là phiên bản sẽ ở mã số 09. Tiếp theo sang ở mã số 010. Mã số 10. Dạ vâng, mã số 10. Mã số 10 thì em lên tiếp cho cả nhà mình, đó là mẫu của Citizen. Đây. Đây là bản Citizen. Cái bản Citizen này thì thề với cả nhà mình luôn là đẹp xuất sắc. Đây Citizen Exit nha mọi người nha. Đó, mặt khảm xà cừ. Bởi vì từ trước đến giờ mọi người đều biết ấy, là gần như là với các cái mẫu Citizen thì ít khi nào để có một cái bản khảm lắm. Thường đa số là nó sẽ là các cái bản mặt trơn hoặc mặt trải vân thôi. Nhưng đây nó sẽ là một bản mặt khảm. Nó có kim giờ, kim phút của nó này. Đúng không ạ? Thanh mảnh đẹp nhá. Đấy, khảm xà cừ dòng Exit. Là dòng này rất là mỏng. Không chỉ dừng lại ở cái việc đó là mặt đẹp, chưa hề một vết xước sát gì, đúng không ạ? Dây này cũng thế này. Đó, và nó móc rất là mỏng. Thì đây sẽ là một phiên bản full titanium, nên là rất là nhẹ. Đấy, dây chốt khóa nguyên zin. Và giá hãng của mẫu này của nó cũng khá là cao, không hề rẻ chút nào. Đây là phiên bản nội địa của Nhật, made in Japan.
với sử dụng công nghệ của dòng Duratech Base Titanium nhé. Duratech thì cái Duratech này nó sẽ làm cái công nghệ đó là mạ ở phía bên trên của một số các loại bề mặt cái kim loại đặc trưng thôi, ví dụ như là titan này, hay là ví dụ như là vàng này và một vài kim loại khác nữa. Đấy thì nó giúp đó là tăng cái độ cứng cho bề mặt, và thứ hai nữa là giúp bóng sáng cho cái bề mặt của cái nguyên liệu đó. Ở mẫu này thì mặt khảm đẹp size 36 và càng của phiên bản này sẽ là 41.7. Độ mỏng của phiên bản này là 6.2. Bản này cực kỳ nhẹ luôn. Và đây là một cái mẫu mà dành riêng cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Anh nam tay to không đeo được của bản này. Đó. Đây, dây rất là dài. Mặt đẹp nhá, khảm sờ cừ này. Em thề với cả nhà mình luôn, bản này quá xuất sắc luôn dành cho các anh nam. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 2.2 triệu. Dạ vâng, 2.200.000. Mẫu này sẽ ở mã 10, mã 10, mã số 10. Và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì mọi người liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858588 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé, cũng như bật phần chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.